Xin chào các bạn. Hôm nay mình dẫn các bạn lại một xe của mình một vòng nha các bạn. Chiếc xe này lại như thế nào ấy các bạn? Tốc độ của nó rất là nhanh, lại rất là bốc nha các bạn, và rất là nhẹ, nhanh mà rất là nhẹ các bạn. Mình rất là thích. Tại vì xe là không có chiếc xe này nó lớn chút xíu nên nó đỡ bị trơn trượt như các bạn, rất là tốt cho mùa đông. Nếu mà xe thường thường ở đây thì xe to thì càng to thì sẽ tốt hơn nha các bạn. Mình thích xe to để mà mua đống á các bạn. Mình có thể lại được đợi sờ nó trơn. Đó. Mình chỉ cho các bạn một chút xíu về cái việc lái xe hôm nay của mình. Đó. Hôm nay là trời rất là ấm. Hôm nay là hiện giờ bây giờ là 17 độ, mưa khoảng 3 vào ngày đó các bạn, nên bây giờ mới còn một ngày nắng này rất là mừng. Nên dựng các bạn ra ngoài một chút xíu, trời đang ấm đó các bạn. Ở đây mà ngày nào mà trời ấm, trời mặt trời giống như vậy đó là thật sự ra rất là mừng đó các bạn, thích lắm, mừng lắm. Tại vì trời nó ấm áp thích lắm. Mấy ngày tới, sắp tới đây là sẽ rất là ấm. Còn 3 ngày trước thì mưa liên tiếp nha các bạn. Mưa liên tiếp. Nắng lên cái mặt của mình nó bị đỏ giống như vậy đó các bạn. Đường hôm nay xe rất là đông. Mình ở trong xe mình đồng thời mình nghe nhạc Việt và mình cũng sẽ nghe nhạc Tây. Nghe cả hai loại radio. Ở đây có nhiều đài, 107.9, 107.1, 91.7 là đài đó mình hay nghe, The Bounce, 90.1 and 98.1. Còn nhạc Việt mình thì mình thích nghe nhạc gì cũng thích nghe hết. Mình thích bolero, mình thích hát nhạc remix, nói chung là mình rất là thích nghe nhạc các bạn. Hôm nay là mình mở radio lên, tại vì mình nói chuyện á nên mình phải mở radio lên để nói chuyện tiếng Việt với tiếng Anh thì không có lẫn vào được, còn nếu mà mình nghe nhạc thì lỡ nó hơi ồn các bạn. Ánh nắng mặt trời
cái kia xuống các bạn, mình để cho nặng rồi vào mặt mình á, thật nặng tự nhiên các bạn. Xa rất lâu. Chỗ khám bệnh nữa các bạn, là nhiều tiềm tông lắm. Tại bây giờ mình kéo cái này xuống là sẽ không có bị nặng khuôn mặt mình nha các bạn. Đường xe rất là đông. Các bạn thích video này.